Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 3 nội dung sau. 1. Làm việc này giết thận nhanh khủng khiếp. 2. Ngủ dậy có 3 dấu hiệu này: sắc đột quỵ, cẩn thận kẻo mắc mạng on. Và 3. Ăn mì tôm thường xuyên theo cách này dễ chết đột tử. Sau đây là nội dung đầu tiên. Làm việc này giết thận nhanh khủng khiếp. Quý vị thân mến, mặc dù là một cơ quan quan trọng của cơ thể, nhưng các bệnh tật liên quan đến thận thường không gây ra triệu chứng gì cho đến khi tiến triển nghiêm trọng. Trong cơ thể của chúng ta, thận có 4 chức năng chính bao gồm: cân bằng dịch trong cơ thể, cân bằng các chất khoáng mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động bình thường, loại bỏ các sản phẩm dạng hóa của protein hay các thực phẩm chứa ure, tạo ra trong quá trình vận chuyển cơ bắp, giải phóng các hormone thiết yếu vào máu, giúp điều hòa huyết áp, giúp tủy xương tạo hồng cầu và giải phóng vitamin D để hấp thụ canxi, tăng cường cho xương. Vậy thì quý vị có biết đâu là những người có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính và suy thận cao? Và liệu quý vị có thuộc nhóm này hay không thì hãy cùng theo dõi tiếp chương trình. Một số người rất dễ bị suy thận, hỏng thận nếu đã có sẵn bệnh này như đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di chuyển như thận đa năng, nhiễm khuẩn hay bệnh bẩm sinh đường tiết niệu, bệnh phì đại và ung thư tuyến tiền liệt. Bệnh thận sẽ không gây ra triệu chứng gì cho tới khi tiến triển. Chính vì thế, nếu thuộc vùng có nguy cơ cao mắc bệnh thận thì quý vị nên kiểm tra thường xuyên, bởi có rất nhiều trường hợp, nhiều chẩn đoán và điều trị sớm sẽ không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nếu để đến khi bệnh thận có diễn biến xấu thì rất nhiều vấn đề sức khỏe sẽ xảy ra như thiếu máu, bệnh xương, tổn thương thần kinh và tăng huyết áp. Tổn thương thần kinh ngoại biên gây yếu chân tay hay có cảm giác kiến bò, cảm giác nóng rát hay khó chịu và bất thường ở bàn chân, cẳng chân. Dáng đi thay đổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Khi thấy cơ thể có một số dấu hiệu bất thường sau thì quý vị cần đi khám ngay. Đầu tiên là những thay đổi khi đi tiểu. Những thay đổi như tiểu nhiều vào đêm, nước tiểu còn bọt, lượng nước tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường và nước tiểu có màu nhạt quá hoặc tối quá. Nước tiểu có máu, đồng thời cảm thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn là dấu hiệu cho thấy thận đang gặp vấn đề. Thứ hai là phù. Khi thận bị hỏng, thận sẽ không loại bỏ được chất lỏng dư thừa. Do vậy, các chất lỏng này tích tụ trong cơ thể khiến cho chúng ta bị phù chân, cổ chân, bàn chân hoặc là mặt. Thứ ba là mệt mỏi. Đối với những người có thận khỏe mạnh thì cơ thể sẽ tạo ra một hormone gọi là erythropoietin. Hormone này thông báo cho cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mang oxy. Khi thận bị hỏng, chúng tạo ra lượng hormone ít hơn, khiến cơ thể có ít tế bào hồng cầu vận chuyển oxy hơn, khiến các cơ và đầu óc của chúng ta bị mệt mỏi nhanh chóng. Tình trạng này gọi là thiếu máu do suy thận. Thứ tư là ngứa. Thận có chức năng loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi máu. Vì thế, khi thận bị suy, sự tích tụ của các chất thải này trong máu sẽ gây ngứa da nghiêm trọng. Thứ năm là hơi thở có mùi amoniac. Sự tích tụ của các chất thải trong máu, hay còn được gọi là chứng ure huyết, có thể khiến thức ăn có vị khác đi và khiến hơi thở có mùi amoniac vô cùng đặc trưng. Chứng ure huyết cũng khiến quý vị thường xuyên nôn hoặc cảm thấy buồn nôn. Thứ sáu là thở nông. Do chất lỏng dư thừa trong cơ thể tích tụ ở hai lá phổi, kèm theo tình trạng thiếu máu, sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy. Nếu có một trong các triệu chứng trên, quý vị nên đến bệnh viện hoặc các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe và được tư vấn sớm. Để giảm thiểu nguy cơ suy thận, quý vị không thể chủ quan mà cần tìm nguyên nhân để điều trị triệt để. Nguyên tắc chung là uống đủ nước mỗi ngày,
thực hiện chế độ ăn hợp lý và cân bằng để tránh bị tăng cân và dư thừa cholesterol. Hạn chế dùng muối để không bị tăng huyết áp, đồng thời không hút thuốc lá vì thói quen này sẽ khiến bệnh thận tiến triển nhanh hơn. Quý vị cũng đừng quên tập thể dục thể thao mỗi ngày. Cuối cùng thì làm thế nào để tránh xa nguy cơ mắc bệnh thận? Chúng tôi đã lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia và tổng hợp ra 4 thói quen chết người sẽ gây ra chứng suy thận. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây để còn biết mà tránh xa. Đầu tiên là uống không đủ nước vào mùa lạnh. Nhiều người thường có thói quen lười uống nước do không cảm thấy khát, trong khi chức năng chính của thận là loại bỏ các chất độc thải trong quá trình trao đổi chất của cơ thể và điều chỉnh sản xuất các tế bào hồng cầu. Để làm được điều này, thận cần một lượng nước nhất định. Khi quý vị không uống đủ nước, máu sẽ bị cô đọng và lưu lượng máu đến thận sẽ ít hơn. Do đó, uống ít nước càng cản trở thận loại bỏ độc tố và đào thải ra khỏi cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật khác nhau. Các chuyên gia cho biết, với người trưởng thành nên uống ít nhất từ 2 đến 2,5 lít nước. Và quý vị cũng cần chú ý là uống nước quá nhiều thì cũng không tốt cho thận. Uống đủ lượng mà cơ thể cần là tốt nhất. Sai lầm số 2 là nhịn tiểu thường xuyên. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, nhịn tiểu là một thói quen không tốt cho sức khỏe, nhất là có thể gây ra nguy hại cho thận. Việc nhịn tiểu nhiều có thể khiến lượng chất độc lắng đọng nhiều trong bàng quang. Người có thói quen nhịn tiểu có thể gây ra đau khi tiểu, tiểu nhiều, sốt, ấn lạnh. Nếu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu không được chữa trị phù hợp và kịp thời, thì thận cũng sẽ bị viêm nhiễm và gây ra nhiều hậu quả nặng nề như sỏi thận, viêm thận. Để phòng ngừa bệnh sỏi thận, nếu quý vị có cảm giác đầy tức ở khu vực bàng quang, thì cho thấy đây là thời điểm cần thiết để đi tiểu. Lúc này quý vị nên đi tiểu ngay, tránh sự tích tụ nước tiểu trong bàng quang và gây ra bệnh thận. Sai lầm số 3 là mặc không đủ ấm. Đối với những người thận yếu, nếu để cơ thể bị lạnh dẫn đến cảm lạnh, có thể khiến bệnh thận tái phát và diễn tiến nặng trong quá trình ngắn. Một khi bị cảm lạnh, thì những người có tiền sử bệnh thận cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời. Vì việc này có thể khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng, vô cùng nhanh chóng. Cách tốt nhất để cơ thể không bị cảm lạnh là duy trì thực hiện các biện pháp phòng ngừa, như tập thể dục thường xuyên, ăn uống khoa học, để xây dựng đề kháng mạnh mẽ và hỗ trợ cho sức khỏe của thận. Sai lầm số 4 là ăn nhiều và lười vận động. Một bộ phận người có xu hướng ăn nhiều một cách vô thức nhưng lại lười vận động, khi hàm lượng chất béo vượt quá mức cho phép có thể gây viêm trong cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe của thận. Các dữ liệu cho thấy, những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn 23% so với những người bình thường. Do đó, nếu quý vị muốn chống lại tác hại của chất béo đối với thận, thì cần kiểm soát lượng thức ăn nạp vào và vận động thường xuyên để tiêu hao năng lượng, tránh gây hại thận. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Ngủ dậy có 3 dấu hiệu này, sắp đột quỵ, cẩn thận kẻo mắc mạng o. Đa số trường hợp đột quỵ thường dẫn đến tử vong hoặc di chứng tàn tật suốt đời là bởi sự khởi phát của những cơn đột quỵ thường diễn ra âm thầm, cấp bách và xảy ra rất đột ngột. Nếu có thể phát hiện sớm và cấp cứu đúng thì người bệnh sẽ có khả năng cao hồi phục hoàn toàn. Thời gian vàng để cấp cứu là trong vòng 2 giờ. Do vậy, nếu phát hiện ra dấu hiệu kịp thời thì người bệnh có thể hạn chế tối đa tổn thương cho cơ thể. Theo các chuyên gia thì có 3 dấu hiệu sau khi ngủ dậy giúp chúng ta nhận biết sớm một người có khả năng bị đột quỵ. Quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý để có biện pháp thăm khám kịp thời. Dấu hiệu số 1. Liên tục chảy nước dãi. Nhiều người trung niên và cao tuổi thường gặp phải tình trạng chảy nước dãi khi ngủ hoặc khi ngủ dậy. Thực tế, việc chảy nước dãi là một trong những biểu hiện phổ biến của nhồi máu não. Điều này là do sự tắc nghẽn mạch máu não tương đối nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chức năng bình thường của hệ thần kinh trung ương, liên quan đến sự kiểm soát của cơ hầu họng và cơ da mặt, từ đó dẫn đến chảy nước dãi thường xuyên,
thậm chí khó nuốt, nghiêm trọng. Khi ngủ dậy hoặc bất cứ thời điểm nào trong ngày phát hiện ra dấu hiệu này thì có đến 90% là cơn đột quỵ sắp tìm đến. Nếu phát hiện ra bản thân hoặc người thân trong gia đình gặp tình trạng này, bạn hãy nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh, đưa họ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và có biện pháp kịp thời, hạn chế tối đa những tổn thương do cơn đột quỵ gây ra. Dấu hiệu số 2, thị lực giảm mạnh. Dễ nhận thấy là đa số người trưởng thành ngày nay đều có thị lực không tốt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chẳng hạn như dùng thiết bị điện tử không đúng cách, tạo gánh nặng cho mắt. Tuy nhiên, nếu thị lực giảm một cách đột ngột, bạn cần nghĩ ngay đến một cơn đột quỵ sắp diễn ra trong cơ thể. Khi bệnh nhồi máu não diễn ra, thị lực sẽ có triệu chứng mờ. Bởi sau khi mạch máu não bị tắc, tình trạng thiếu máu sẽ khiến thần kinh thị giác bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Do đó, khả năng điều chỉnh của thị tinh thể kém đi. Đây là dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy sức khỏe của bạn sắp gặp nguy hiểm. Quý vị và các bạn tuyệt đối không được chủ quan. Dấu hiệu số 3. Chóng mặt đột ngột. Chóng mặt đột ngột là triệu chứng nhồi máu não dẫn đến đột quỵ, rất phổ biến khi mô não không được cung cấp đủ máu, gây ra chóng mặt trong thời gian ngắn, tạo cho người bệnh cảm giác lơ mơ, quay cuồng. Một khi dấu hiệu này đã xảy ra thì cơn đột quỵ sẽ rất nhanh tìm đến. Chính vì vậy, quý vị và các bạn nên có biện pháp ngay để bảo vệ sức khỏe của mình. Một số triệu chứng cảnh báo đột quỵ khác bạn cũng nên thận trọng như tê yếu tay chân, méo miệng, nói đớ. Ngoài ra, nếu nghi ngờ người nào bị nhồi máu não, bạn có thể thực hiện phương pháp kiểm tra gồm 3 bước liên quan đến 3 yếu tố sau. Đối với mặt, bạn hãy cười hoặc nhe răng. Nếu một bên mặt không thể cử động được thì khả năng cao bạn có nguy cơ bị đột quỵ. Đối với tay, bạn giơ hai tay lên, nếu sắp đột quỵ thì cánh tay một bên sẽ có biểu hiện yếu hơn bên còn lại. Đối với khả năng nói, bạn sẽ khó nói, khó dùng từ không thích hợp hoặc câm nín. Khi nghi ngờ bản thân hoặc người xung quanh có các biểu hiện của nhồi máu não, bạn hãy gọi ngay cấp cứu và ghi nhớ thời gian triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Phản xạ nhanh chóng sẽ giúp người bị đột quỵ cơ hội sống sót và phục hồi tốt nhất. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Ăn mì tôm thường xuyên theo cách này dễ chết đột tử. Quý vị thân mến, mì tôm hay mì ăn liền là món khoái khẩu của không ít người trong xã hội hiện đại bởi sự nhanh gọn và tiện lợi của món ăn này. Trong cuộc sống hàng ngày, với bao bộn bề, tuy rất tiện lợi và ngon miệng, nhưng thức ăn này lại mang đến nhiều nguy cơ với sức khỏe người sử dụng. Sử dụng lâu dài gây ra nhiều tác hại và nguy cơ đột tử rất cao. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem ăn mì tôm gây nguy hại gì cho sức khỏe của con người. Đặc biệt, cần tuyệt đối không nên ăn mì tôm theo bốn cách này. Cuối cùng, chúng tôi xin được hướng dẫn cách ăn mì tôm một cách khoa học để giảm bớt những tác hại của mì tôm với sức khỏe của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta cùng đi vào nội dung ăn mì tôm gây hại gì cho cơ thể. Mì tôm được sản xuất theo cách chiên dầu ở nhiệt độ rất cao. Lượng dầu tích lại rất lớn. Nếu ăn mì tôm lâu dài, có thể dẫn tới những vấn đề sau. Ăn mì tôm nhiều trong thời gian dài dễ gây béo phì, tích mỡ nội tạng. Theo thói quen, nhiều người thường chế biến món mì theo sở thích. Những thực phẩm ăn kèm theo sẽ khiến cơ thể nạp thêm quá nhiều carbon, hydrate và chất béo vào cơ thể, dẫn tới hàm lượng chất béo, calo tăng cao. Từ đó gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao. Những biểu hiện ban đầu rõ rệt nhất như chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh, ăn mì tôm nhiều có thể gây sỏi thận. Mì tôm được ướp rất nhiều muối. Chính bởi thế, khi ăn chúng, bạn sẽ tăng gánh nặng cho thận, cho hệ thống tim mạch và thậm chí nó có thể gây sỏi thận. Mì tôm chứa chất gây loãng xương. Mì tôm cũng là thực phẩm chứa phốt phát, một chất giúp bạn ngon miệng nhưng lại dễ làm loãng xương, mất xương,
răng cũng yếu dần. Ăn mì tôm trong thời gian dài dễ gây nguy cơ bị ung thư. Để cải thiện hương vị hoặc kéo dài thời gian bảo quản, các hãng sản xuất thường cho một vài chất phụ gia như phốt phát, chất chống oxy hóa, chất bảo quản. Bởi thế, khi trữ quá lâu, ảnh hưởng môi trường nên các chất này cũng sẽ từ từ biến chất. Khi ăn chúng tích tụ lâu trong cơ thể, để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt có thể dẫn đến ung thư. Ăn mì tôm trong thời gian dài tăng gánh nặng cho dạ dày, tiêu hóa dẫn tới nguy cơ viêm loét dạ dày, hại gan thận. Mì ăn liền là một trong những món ăn được sấy khô sau khi chiên qua dầu. Trong mì chứa khá nhiều hương liệu và chất phụ gia. Ăn thường xuyên sẽ không những khiến vị giác giảm sút mà còn có thể tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chúng. Nếu bạn ăn mì ăn liền thường xuyên, có thể sẽ gây rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, đau dạ dày. Đặc biệt, những đứa trẻ thích ăn mì tôm càng dễ mắc chứng biến ăn và viêm loét dạ dày từ khi còn nhỏ tuổi. Việc thường xuyên dùng mì ăn liền khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân nằm ở thành phần chất béo có trong hầu hết các loại mì ăn liền. Loại chất béo này là trans fat và chất béo bão hòa. Chúng vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch. Có thể thấy thành phần trong mì tôm, ngoài việc ngon miệng thì tích lũy vô số thứ độc hại, như một kẻ giết người thầm lặng, âm thầm gây ra những căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, huyết áp, cướp đi tính mạng của con người chỉ trong chốc lát. Tuy vậy, mì tôm lại thuận tiện và rất dễ sử dụng, là một bữa ăn nhanh gọn. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu về những cách ăn mì gói lợi bất cập hại. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu về những cách ăn mì gói lợi bất cập hại. Bản thân mỗi chúng ta đều có thói quen ăn mì tôm khác nhau. Có người thích ăn mì bằng cách ướp nước sôi, có người lại thích ăn sống hoặc chiên xào. Tuy nhiên trong số đó, có những cách ăn mì có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Dưới đây là 4 cách ăn mì gói phổ biến có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe của con người. Cách ăn mì gây nguy hại thứ nhất, ướp nước sôi ăn ngay cho bữa sáng. Ăn mì tôm vào bữa sáng là thói quen rất phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên một gói mì vào buổi sáng sẽ không thể nào cung cấp đủ năng lượng và hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhanh đói, mệt mỏi, khó tập trung, nên mọi hoạt động đều kém hiệu quả. Đặc biệt về lâu dài, tình trạng này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho dạ dày do tác dụng phụ của những chất bảo quản. Đặc biệt với những người còn thích cho thêm vài miếng ớt vào bát mì ớt, không khác nào đang đầu độc dạ dày, gan thận của mình. Cách ăn mì nguy hại thứ hai, dùng mì tôm làm bữa ăn chính. Dinh dưỡng trong mì tôm chủ yếu là tinh bột, rất ít chất xơ, vitamin, đạm, nhưng lại giàu carbohydrate và chất béo bão hòa, không tốt cho sức khỏe. Nếu sử dụng mì tôm làm bữa ăn chính sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng và lâu dần sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Hơn nữa, ăn mì quá nhiều còn gây nóng trong người và nổi nhiều mụn, hại gan thận. Đã từng có trường hợp cô gái 30 tuổi bị ung thư dạ dày vì nhiều năm liền dùng mì tôm làm bữa ăn tối. Vậy nên, quý vị đừng vì lười ngại chế biến mà hại thận, hủy hoại sức khỏe khi ăn như vậy. Cách ăn mì sai thứ 3, ăn trước khi ngủ. Theo các nghiên cứu cho thấy, 2 giờ sau khi vào dạ dày, mì tôm vẫn không thể tiêu hóa hết. Do đó, việc ăn mì tôm vào buổi tối hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, năng lượng trong mì tôm không được tiêu đi sẽ tích tụ khi ngủ và tạo thành mỡ khiến chúng ta tăng cân nhanh chóng. Nguy hiểm nhất là tích thành mỡ nội tạng, khiến tăng các nguy cơ gây nên bệnh huyết áp và mỡ máu cao. Cách ăn sai lầm thứ 4, ăn mì tôm sống. Nhiều người trong chúng ta có sở thích ăn sống mì tôm vì nó giòn giòn, thơm thơm. Tuy nhiên, do mì tôm được sản xuất bằng cách chiên qua dầu nên chứa rất nhiều chất béo khó tiêu hóa. Thói quen ăn mì tôm sống không chỉ gây đầy bụng mà còn gây tăng cân, mất kiểm soát. Để hạn chế những tác hại của việc ăn mì tôm
Chúng tôi xin mạn phép chỉ ra cách ăn mì tôm như sau, giúp hạn chế những tác dụng phụ không mong muốn của mì tôm. Tuyệt đối không ăn mì ớt, nên tráng bỏ qua nước đầu, nấu mì với nước lần hai và các thực phẩm kết hợp khác. Nên vứt bỏ gói gia vị vì trong đó tích nhiều dầu mỡ cực không tốt cho sức khỏe. Thêm rau xanh để bổ sung vitamin, hạn chế mỡ thừa. Nên bổ sung mỗi bát mì từ 25 đến 30 gram chất đạm như thịt đỏ, thịt lợn hoặc tôm. Cần kiểm tra hạn sử dụng bao bì trước khi dùng để tránh dùng hàng hết hạn hoặc kém chất lượng. Sau khi ăn, bạn nên bổ sung nhiều trái cây để cơ thể giải nhiệt và đào thải độc tố ra ngoài, từ đó hạn chế các hiện tượng sinh nhiệt, nổi mụn hay béo bụng. Nội dung trên cũng đã khép lại chương trình của chúng ta hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ nếu thấy nội dung hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.